quý thính giả của chương trình Đất Việt TV. Người dân miền Nam được hưởng tự do, dân chủ, cuộc sống văn minh, quốc gia thịnh vượng trong 20 năm dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Thế rồi, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, cái quân Cộng sản Bắc Việt đánh chiếm được miền Nam. Thế là họ đẩy dân miền Nam xuống bờ vực thẳm. Người bị bắt đi tù cải tạo, người thì bị cưỡng bức lên vùng kinh tế mới trên rừng sâu nước đậm, người thì bị cướp đoạt tài sản. Với cái tư tưởng hà khắc của thuyết cộng sản như một chiếc vòng kim cô siết chặt cuộc sống của người miền Nam, đói khổ sợ sệt bao trùm lên toàn lãnh thổ miền Nam, khiến hàng triệu người miền Nam phải chạy trốn chế độ cộng sản, đi tìm tự do trên những con thuyền nhỏ bé mong manh vượt đại dương. Họ phải trải qua bao bão tố, phong ba, hải tặc cướp của, hãm hiếp và giết hại. Hàng trăm ngàn người vượt biên phải bỏ mình trên biển cả. Viễn cảnh hải hùng của mỗi người Việt vượt biên bằng đường biển vẫn còn mãi mãi tiếp tục ám ảnh dày vò cuộc đời của họ, cho dù họ có sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, có đi đến bất cứ chân trời góc biển nào. Kính thưa quý thính giả, dưới đây là chuyến vượt biên vô cùng gian nan. Một chiếc xà lan đưa hơn 100 người xuất phát từ cửa Cần Giờ, tỉnh Vũng Tàu, chạy trốn chế độ cộng sản, đi tìm tự do. Khi chiếc xà lan ra biển Đông thì bị hỏng máy. Họ dùng buồm để đi rồi được ngư phủ Thái Lan kéo vào bờ. Nhưng cảnh sát Thái Lan kéo ra biển và gạt tiền vàng của thuyền nhân. Số thuyền nhân này lại tiếp tục vượt biên sang Mã Lai. Tính từ ngày rời Sài Gòn đến ngày bước chân lên bãi Trengganu của Mã Lai, tổng cộng 42 ngày đêm gian lao cùng cực. Câu chuyện có tiêu đề Chuyến vượt biên qua địa ngục, tác giả Việt Nguyên. Mời quý thính giả nghe tiếp phần 2. Ngày 24 tháng 10 năm 1977, xà lan đi ra biển từ cửa Cần Giờ 5 ngày thì bị hỏng máy. Sự thật là các ông Thuận, Hòa và các tài công phụ không ai rành về cơ khí và hàng hải. Trong đầu mỗi người in rõ bản tin BBC, cứ đi ra được hải phận quốc tế là có tàu Mỹ cứu vớt. Nên họ chỉ giữ trù xà lan đi được ra biển, không nghĩ đến việc đi đến Thái Lan, xà lan trôi đến đảo Côn Sơn, không có la bàn và bản đồ. Nhưng đảo Côn Sơn hình dáng quen thuộc với nhiều người. Một chiếc tàu tuần đi ngang qua, mọi người trốn xuống khoang xà lan. Bộ đội cũng không buồn khám xét, trao đổi qua loa vài tiếng rồi bỏ đi. Ban tổ chức có sáng kiến gom hết bông xô làm buồm lại về phía Thái Lan. Xà lan lênh đênh trên vịnh Thái Lan, biển yên gió mát, mọi người trên xà lan. Các nhóm vượt biên bắt đầu làm bạn với nhau. Ban ngày, anh em trẻ nhảy xuống biển tắm, bám lấy xà lan xem như picnic thật. Buổi tối, tiếng hát vọng cổ của Thành, tiếng hát của chương trình tân nhạc của các bạn trẻ Duy Anh, Phong, Vinh, v.v. vang lên trong đêm với những ngọn lửa được đốt lên giữa xà lan, vui như đêm lửa trại ở giữa đại dương mịt mùng. Hai ngày sau, thực phẩm dự trữ mang theo bắt đầu cạn. Ban tổ chức được mở rộng với sư huynh bá, tôi và ông Lâm Văn Phúc, áp dụng chính sách công xã gom thực phẩm của tất cả các nhóm trên xà lan, tập trung và chia đều khẩu phần hàng ngày. Thùng nước trên xà lan được khử trùng chlorine, đủ nấu ăn và nước uống. Mỗi gói cơm sấy được nấu thành chảo, chia cho gia đình 10 người, giống như chuyện trong thánh kinh. Những ngày đầu, chúng tôi bắt được rất nhiều cá, cá nuôi mọi người. Ngày ăn cá nướng 2-3 bữa, nhưng sau phải phơi cá để dành cho những ngày sắp đến. Buổi tối, xà lan chia làm hai nhóm,
Một nhóm Công giáo do sư Huynh Bá cầm đầu đọc kinh cầu nguyện. Nhóm Phật giáo tự ngồi với nhau yên lặng cầu Phật Bà Quán Thế Âm. Qua đến ngày thứ 10, hy vọng thấy đất liền mong manh, mọi hy vọng đặt vào tay ông thầy bói duy nhất trên xà lan là Duy Anh. Những quẻ bói giúp mọi người nuôi hy vọng, mọi người hứa sẽ làm lành. Khi đến được bến bờ, hy vọng nhóm lên trong 10 ngày. Khi chúng tôi gặp hơn 4 chiếc thuyền buôn đi qua xà lan, chúng tôi đốt lửa báo hiệu, chúng tôi vẫy tay, chúng tôi đánh cờ semaphore bằng quần ảo. Nhưng hy vọng tắt dừng khi những chiếc thuyền ấy đã bỏ đi. Mặc dù thấy nhóm người chúng tôi bơ vơ giữa biển trên chiếc xà lan nhỏ bé, sự thật khác hẳn với những bản tin của đài BBC về những thuyền nhân được vớt trên biển với hạm đội thứ bảy, những gói thuốc lá chương trình văn nghệ về đêm tắt dừng, sống tuyệt vọng và thiếu thốn, cái đói và cái chết đến dừng trước mắt. Các tuyệt vọng tận cùng và làm mọi người không còn tin vào trời, vào Phật, vào Chúa. Chiều ngày thứ 11 của chuyến hành trình, biển êm sóng lặng, chúng tôi chợt thấy một chiếc thuyền đánh cá neo giữa từ phía xa chân trời. Hy vọng lại vươn lên trong buổi chiều trên biển. Từ xa chúng tôi nhìn thấy rõ những ngư phủ trên thuyền, chúng tôi vẫy tay, chúng tôi la hét, chúng tôi phất quần ảo làm cờ ra hiệu, nhưng không thấy những người trên thuyền đáp ứng. Cuối cùng sau vài giờ, sự may mắn đã đến như một sự tình cờ hay như một phép lạ. Lưới đánh cá của thuyền trôi ngay gần chiếc xà lan. Hai người bạn trẻ tuổi Đức và Thành can đảm nhảy xuống biển, bới đến chiếc lưới, bám chặt lưới cho đến khi các ngư phủ Thái Lan kéo cả hai lên thuyền. Mọi người trên xà lan nhìn theo hồi hộp chờ đợi. Hơn nửa tiếng sau khi Đức và Thành điều đình, chiếc cano nhỏ của chiếc thuyền chài chở vài ngư phủ Thái với Đức và Thành chạy về phía xà lan. Những tiếng reo hò, những tiếng cười, những giọt nước mắt mừng rỡ, những tiếng reo vui chấm dứt với cơn ác mộng đầu tiên của 11 ngày trên vịnh Thái Lan. Chiếc xà lan của chúng tôi được những ngư dân Thái kéo vào thành phố Patani ở bờ đông Thái Lan vào ban đêm. Những ánh đèn thành phố nhìn từ ngoài biển là những ánh sáng hy vọng. Xà lan bị cô lập ở bến Patani, cảnh sát lên kiểm tra. Chúng tôi không chính thức được lên đất liền, nhưng được phép tiếp xúc với dân địa phương, được mua hàng, được uống Coca-Cola lần đầu tiên từ hơn 2 năm sau ngày bị quân nón cối đánh chiếm miền Nam. Những chiếc chai Coca-Cola quen thuộc giống như những chai Coca uống mỗi bữa trưa trong quán Maso ở trường Y khoa Sài Gòn. Những chai Coca mà chúng tôi nằm mơ trong hơn 10 ngày trên xà lan. Ngoài tiếng kêu của con gái tôi, bé muốn ăn cơm khi trời về chiều trên biển, Coca và nước dừa từ những hàng dừa trên bờ biển Thái Lan. Anh em chúng tôi Hồng, Loan, Hiến, Anh Hải, Thắng, Đức, Thành được chở đi trên những chiếc thuyền tam bạn nhỏ trên đảo Cát Trắng và những hàng dừa xanh. Tôi làm quen với những người lính Thái Lan, trả tiền nhờ họ đánh điện tín qua Pháp, nhờ người quen ở đó loan tin về Việt Nam. Chúng tôi bàn với Đức nhưng nhịp làm bạn được với dân địa phương, hãy tìm cách trốn lên tỉnh từ đó, lấy xe lửa lên Bangkok, vì Đức độc thân, có thân nhân có thể nhờ chính quyền Thái Lan can thiệp để nhận chúng tôi vào trại tạm cư 2 ngày ở lại trên bờ Batani. Chúng tôi mua thêm thực phẩm trước khi xà lan sửa chữa và bị tàu Thái hộ tống đưa ra biển hướng về phía Son Kala, nơi có trại tị nạn cho người Việt vượt biên. Xà lan đi 2 ngày, đến Son Kala
thấy bến nhưng bị tàu tuần Thái Lan chĩa súng bụi ra. Đi được một khoảng không xa, chúng tôi gặp một chiếc tàu tị nạn, loại thuyền đánh cá lớn, cũng bị Thái từ chối không cho cập bến sông Cà La. Trên thuyền có nha sĩ Phúc, sau khi định cư ở Oregon trong gia đình y khoa. Vì vậy, chúng tôi đề nghị chiếc xà lan sẽ đi cùng chiếc thuyền đánh cá. Trong trường hợp cần tương trợ lẫn nhau, chiếc thuyền đánh cá nhiều phương tiện ấy bỏ chúng tôi đi không trả lời. Một ngày sau, xà lan lại bị chết máy, bổn cũ soạn lại, bông xô áo mưa kết lại làm buồm. Giăng buồm đưa xà lan đi theo hướng gió, xà lan trôi 7 ngày tháng 10, nhờ có luồng nước kéo xà lan vào bờ, tấp lại vào sông Cà La. Nhờ đủ thực phẩm, nước sông chứa dưới hầm xà lan lúc ra đi cho đỡ nóng. Dù dơ bẩn, có trộn lẫn nước tiểu của các em bé, nhưng có chlorine khử trùng nên đoàn người dù tuyệt vọng nhưng đầy đủ hơn lần trôi nổi 11 ngày trước. Xà lan tấp bến, chúng tôi bồng bể nhau, già trẻ lớn bé lội xuống biển. Đến bờ, dân Thái Lan tràn lên xà lan, quăng hành lý xuống biển và cướp đi luôn. Máy tàu bị họ phá và giật xuống biển, cả đoàn người phải ở ngoài bờ biển màn trời chiếu đất. Ban đêm, chúng tôi đào những hố cát để làm giường tránh gió và canh chừng cho các bà, các cô sợ dân Thái Lan hãm hiếp. Ban ngày, những địa phương bu quanh nhìn chúng tôi bị rào bởi vòng rào dây thừng như đi xem sở thú. Họ quăng đồ ăn, quăng trái cây vào như cho khỉ ăn. Nhớ cảnh cũ nghĩ lại cười ra nước mắt. Mất của nhiều người buồn, như ngày Việt Cộng đánh phá tư sản mại bản. Tự do chưa thấy, chỉ thấy người bóc lột người. Ba ngày sau, ông tỉnh trưởng Song Kha La xuất hiện với lính cận vệ. Họ dẫn theo 67 thuyền, những khác đi bằng thuyền từ Phú Quốc đến Song Kha La. Chính sách Thái lúc bây giờ không cho những người tị nạn. Những người này bị đuổi ra bãi để nhập chung với nhóm người chúng tôi. Tôi biết nói chút tiếng Mỹ, đứng nói chuyện với tỉnh trưởng Song Kha La xin ở lại. Tỉnh trưởng Song Kha La dở giọng thói bạo động, cầm gậy chỉ huy đánh vợ tôi đang bồng con trên tay. Miễn thì la let go, con của chị Mai bị giằng ra khỏi tay. Họ ném từng đứa bé lên xà lan. Các bà mẹ nhìn con đau lòng xé ruột, đành phải theo con. Lĩnh Thái đánh anh Hải chảy máu mũi. Tôi đứng bên cạnh ông tỉnh trưởng, nổi nóng tiếng gừng ngay cạnh ông ta. Cận vệ sợ tôi đánh ông tỉnh trưởng, một người vội vàng rút khẩu súng côn lên đạn chĩa vào đầu của tôi. Một trung sĩ cận vệ tử tế nói nhỏ với tôi: bác sĩ nên đi lên thuyền, đừng chống cự, họ sẽ bắn ông thật đấy. Tôi chỉ còn biết nhìn ông tỉnh trưởng với cặp mắt căm thù. Ba người lĩnh, hai người sóc nách, một người khiêng chân quăng tôi lên xà lan. Đoàn người tị nạn Phú Quốc và xà lan lục đục kéo nhau đi theo lên xà lan, không dám chống cự trước các họng súng. Chiếc xà lan không máy bị tàu tuần Thái kéo ra biển vào lúc rạng đông. Dân Thái đứng trên bờ gọi cho bao gạo và xin đưa con nít cho họ nuôi. Chúng tôi có đổ một tiếng múc nước đổ vào khoang xà lan để làm nước uống trong trường hợp nước trong thùng mang theo cạn. Một cuộc trao đổi với tàu tuần Thái để họ kéo xà lan về biên giới Mã Lai. Đổi lại là họ lấy hết thùng dầu, vàng bạc, đồng hồ, dây chuyền của những người trên xà lan. Nhưng lính tuần Thái lừa dân tị nạn, kéo thẳng xà lan ra hải phận quốc tế. Họ cắt dây thả trôi rồi chĩa súng cười chọc quẹo bỏ đi. Họ cố tình cho chúng tôi chết trên biển. Lần này chúng tôi trôi nổi ngoài khơi Thái Lan. Đúng vào 100 ngày mẹ tôi mất, linh đinh và linh đinh không tương lai, không bờ biển. Chúng tôi ngồi trên xà lan, nhìn trời ban đêm và tự hỏi định mệnh có thể tàn dẫn đến mức trùng hợp ngẫu nhiên với cái chết của mẹ tôi. Ngày thứ năm, một chiếc phi cơ bà già L-19
Bay ngang trên xà lan trong cơn tuyệt vọng, chúng tôi nghĩ là tiếng cầu cứu của đức cháu bà Cao Văn Miên đã đến tay chính quyền bán cấp. Chiếc L-19 là chiếc máy bay đi tìm chúng tôi, cả đoàn người trên xà lan, ngây thơ gom góp gạo và thực phẩm nấu cơm làm tiệc ăn mừng vụt. Sau 7 ngày đêm trôi nổi nhưng không chìm, tiếng cầu trời được đáp ứng. Mưa to gió lớn, một cơn bão đến bông vùng vĩnh đánh chiếc xà lan vào bờ thị trấn Narathiwat cạnh biên giới mà Thái Lan. Xà lan sắp vào bờ, chúng tôi nhảy xuống biển lối vào, gặp những người Thái Lan hung dữ cầm dao phay mã tấu đứng trên bờ chờ đợi xua đuổi chúng tôi. Trong cái cảnh khốn cùng, chúng tôi không còn cách nào khác hơn là van xin và hối lỗ. Cuối cùng thì cũng có những người tốt trong làng còn từ tâm nhìn thấy chúng tôi không phải là những người có thể làm hại họ, nhất là người cầm đầu là bác sĩ. Phong tục tập quán người Thái Lan cũng như người Việt, họ vẫn kính trọng giới y. Nghĩ lại, những người Thái Lan dân làng Narathiwat đứng trước một đám đông hàng trăm người mặt mũi đen đúa, đầu tóc kinh dị, quần áo tả tơi, chắc họ cũng sợ. Ở trên xà lan hơn mấy tuần, khói dầu diazen đóng trên mặt mũi, thân thể chúng tôi đen như mọi phi châu. Khi lên bờ, chúng tôi phải mất 1-2 ngày tắm rửa, cạo chùi hết dầu diazen ở da và tóc. Mọi người còn cảm thấy đầu tóc ngứa ngáy, chải đầu mới thấy chí rựng rơi xuống. Nhiều trẻ em da bị lở loét vì nắng và dầu. Con bé Ngọc của chúng tôi ngày xuống xà lan ăn mặc tươm tất, quần áo đẹp đẽ tự tay bà ngoại may. Khi bước ra khỏi xà lan đã thành cô bé lọ lem, quần áo dính nước sét hầm xà lan đổi thành màu cháo lòng. Bà ngoại nếu có mặt lúc đó chắc cũng không nhận ra đứa cháu bé. Lần này chúng tôi may mắn hơn vì có anh quân của tàu Phú Quốc là con của một ban trưởng người Hoa, gặp người quen nên những người này đem quần áo, thực phẩm và liều đến dựng lên cho chúng tôi ăn ở tạm. Ông quận trưởng lần này lại là người có đạo đức, đối xử rất tử tế. Chúng tôi sống 5 ngày trên bãi biển chờ đợi quyết định của ông quận trưởng. Ngày thứ 5, quận trưởng Narathiwat kêu chúng tôi dọn dẹp liều chỏng để đưa tới một nơi tốt hơn. Ông cho một chiếc xe buýt chở ngay ra bờ biển một chiếc tàu tị nạn Việt Nam bỏ lại đã đậu sẵn nơi đó. Hôm ấy trời rất tối, hơn 10 giờ đêm, tôi cảm thấy không được an toàn nên xin ông quận trưởng đổi ý kiến, đợi sáng hãy bắt chúng tôi ra đi. Chúng tôi chấp nhận đi đến Mã Lai, nhưng chờ trời sáng mới rõ đường đi. Ông quận trưởng cho chúng tôi ngủ lại qua đêm ở trường quận học. Ông quận trưởng là người tốt, phải thi hành chỉ thị cấp trên. Buổi sáng sớm 5 giờ, chính ông đến chia tay với tôi và ngậm ngùi đưa tiễn đoàn người xuống ghe, khác hẳn với thái độ của tỉnh trưởng Son Cà La. Thế mới biết, cùng một công việc, có người có thể thực hành với hai phương cách khác nhau. Chiếc thuyền đánh cá nhỏ đưa 168 người tị nạn không đi nổi vì quá nặng. Lính Thái đưa tất cả đàn ông trai trẻ đến hết tàu tuần rồi kéo ra khơi. Hôm ấy, thay vì ở trên tàu tuần với các ông, tôi qua thuyền đánh cá, chui xuống hầm thuyền theo lời yêu cầu của vợ, đi độ 500 mét thì thuyền đắm. Sóng đổ xuống nóc hầm, ở dưới hầm ngộp với những con sóng đổ xuống như thác đổ. Dưới hầm có chứa gạo và đồ tế nhuyễn của một số người giàu có trong đoàn người tị nạn mua sắm ở Narathiwat. Họ sợ mất đồ vật quý giá nên đóng chặt nắp hầm tàu gần bị chết ngột. Tôi phải dùng hết sức tung nắp hầm nhảy lên cứu được vợ con và mấy đứa trẻ khác đi với mẹ nó ngồi chung dưới hầm thuyền. Tôi đứng trên chiếc thuyền bị sóng đánh chìm một nửa, cố bám vào thành ghe, tay ôm vợ con cho đến khi tàu hải quân đến vớt đưa vào bờ.
Cả đoàn người tị nạn sống sót không ai chết, ở được tạm trú trong chợ cá cạnh bến tàu. Chúng tôi ở trong chợ cá một tuần lễ. Những người Thái trong quận biết vợ chồng tôi là bác sĩ đã đến mời chúng tôi đi thăm bệnh tại nhà cho họ. Thuốc men không có, chỉ cần chẩn bệnh viết tên thuốc, khuyên họ đến nhà thuốc Tây mua thuốc. Trong một tuần có nhiều bệnh nhân đến mời xem bệnh với thù lao là những gói mì, những bữa cơm ươm tất cho các anh em tôi, thay cho những bữa cơm trắng chan sữa đặc hay chan nước cà ri không thịt. Lúc ban đầu khi mới bước chân lên đất liền với hai bàn tay trắng, trong đoàn người Hoa từ Phú Quốc có anh em quân và tang đã tương trợ chúng tôi rất nhiều. Người Hoa đồng bọc nhau hơn người Việt, họ biết hai anh là con ông ban trưởng, lập tức chở gạo, chở thực phẩm cứu trợ. Anh tang nay ở bên Úc là ân nhân của gia đình tôi. Khi xà lan bị sóng đánh, chiếc bình chứa nước trên tay Hậu cháu tôi rơi xuống biển, Hậu bơi theo vớt chiếc bình ni lông. Sóng đánh Hậu trôi dạt xa xà lan, tang đã buộc dây ngang bụng, một đầu được anh em trên xà lan giữ để tang nhảy xuống bơi cứu Hậu. Cháu đích tôn của nhà tôi đem về xà lan nhờ nhóm người Phú Quốc. Rồi đây vài ngày sau, chúng tôi có những tài công giỏi để lái thuyền đi về phía Mã Lai. Một tuần ở Narathiwat, vợ chồng tôi thân với vợ chồng một ý ngành quân y Thái. Hai vợ chồng không con khuyến luyến với chúng tôi trong tình y khoa. Họ nghĩ là chúng tôi phải ra đi, sau khi ghe được sửa chữa chúng tôi sẽ không được đưa về trại tị nạn ở Thái Lan. Như chúng tôi tưởng, họ nói với tôi là họ không nghĩ chúng tôi sẽ có thể sống sót trong cuộc hành trình sắp đến, và họ xin cho bé Ngọc ở lại làm con nuôi. Nếu chúng tôi may mắn đến được đất liền của Mỹ, lúc ấy chúng tôi có thể làm giấy tờ hội ngộ. Đề nghị tử tế và thành thật này làm chúng tôi bâng khuâng và suy nghĩ. Em tôi Hồng và Hiển họp lại đêm hôm ấy nói rằng sống chết có nhau, nay đã đi đến đây thì chỉ còn một quãng đường ngắn, anh em có xui xẻo thì xui xẻo cùng. Vợ chồng tôi đã quyết định để bàn tay trời định đoạt. Ngày thứ bảy, đang ngáy ngủ thì bị đánh thức dậy, đuổi đi xuống tàu. Đoàn người chúng tôi lại lên đúng chiếc tàu chìm tuần trước, chưa được sửa chữa hoàn toàn, rút kinh nghiệm. Lính Thái chia chúng tôi làm hai đoàn, một nhóm ở trên tàu tuần, một nhóm chuyển xuống thuyền đánh cá. Ra ngoài khơi, lính Thái trên tàu tuần chuyển nhóm người còn lại xuống thuyền. Nhóm Phú Quốc lái thuyền chạy dọc bờ biển về phía Mã Lai. Thuyền đi được một đoạn ngắn thì bị lũng nước tràn vào thuyền. Chúng tôi ngồi chén chúc như cá mồi trong hộp. Thanh niên thay nhau chia phiên tát nước. 3 giờ sáng, thuyền đến bờ Trengganu. Các anh em tài công Phú Quốc có kinh nghiệm không lái ghe thẳng vào bờ, vì họ nghi bãi biển có đá ngầm nên neo lại ngoài khơi. Đến sáng, chúng tôi nhìn thấy bãi biển quả nhiên là có đá ngầm. Các tài công Phú Quốc dùng giấy kéo thuyền vào bờ. Thuyền mắc cạn, bị sóng đánh vỡ. Tôi lên bờ trước làm người lãnh đạo, nói tiếng Anh với cư dân Mã Lai tỉnh Trengganu. Quay nhìn lại, thấy đoàn người đổ bộ lên bờ từng nhóm. Chú Hồng bồng cháu Ngọc đi cạnh vợ tôi và anh em trong gia đình. Chúng tôi được ở lại trên bãi biển, vẫn màn trời chiếu cát, vẫn cảnh người Mã Lai túm lại xem. Nhưng Mã Lai hiền hơn nhân Thái Lan, và chúng tôi vẫn tin rằng lần này với chiếc thuyền đánh cá vỡ tan từng mảnh, chúng tôi sẽ được đưa vào trại tị nạn Mã Lai. Tính từ ngày rời Sài Gòn ngày 19 tháng 10 năm 1977 đến ngày lên bãi Trengganu, tổng cộng 42 ngày đêm, trong đoàn người có 60 phụ nữ và 60 trẻ em. Chúng tôi may mắn không bị nạn hải tặc, không có người bị bệnh nặng, không có người phải bỏ xác trên biển. Trong những ngày cùng khổ, bản chất xấu của con người lộ ra, nhưng những người tốt vẫn sẵn lòng đùm bọc lẫn nhau.
Chúng tôi đã sống tuyệt vọng, thấy cái chết gần kề như ông Lâm Văn Phúc đã tả lại cảnh vượt biên ngay khi đến trên hồn Việt 20 năm trước. Còn những dòng nhật ký tôi viết trong trại tị nạn Bulan Pesa được Ngọc Phu và Mai Thảo xin đăng lên hồn Việt đánh mất 31 năm trước. Cuộc đời như nước chảy qua cầu, những người trong chuyến du hành kỳ diệu, có người thành công, có người thất bại ở Hoa Kỳ, ở Úc, ở Pháp, có người đã mất nhìn lại như một giấc mơ. Ngày hôm nay, ngồi ghi lại chuyện đời trên hơn 30 năm, lòng tôi không hề nổi tiếc về một chuyến đi mà vẫn còn những xúc động của những ngày tháng lênh đênh trên biển vô vọng. Việt Nguyên, 13 tháng 12 năm 2009. Kính thưa quý thính giả, trên đây là một chuyến vượt biên vô cùng gian nan. Một chiếc xà lan đưa hơn 100 người xuất phát từ cửa Cần Giờ, tỉnh Vũng Tàu, chạy trốn chế độ cộng sản đi tìm tự do. Khi chiếc xà lan ra biển Đông thì bị hỏng máy, họ dùng buồm để đi, rồi được ngư phủ Thái Lan kéo vào bờ. Nhưng cảnh sát Thái Lan ra lệnh kéo ra biển và gạt tiền vàng của thuyền nhân. Rồi số thuyền nhân này lại tiếp tục vượt biên sang Mã Lai. Tính từ ngày rời Sài Gòn đến ngày bước chân lên bãi biển Trengganu của Mã Lai, tổng cộng 42 ngày đêm gian lao cùng cực. Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi. Và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.